lòng quá. Vâng. Chỉ có là thấy quá xịn được là nó ít được xuống đây chứ. Tức là vì nhà cũng không còn ai, nhà giáo sư không còn ai. Thế thì cái nguyện vọng của người ở đây cũng nhiều năm rồi, nhà mình muốn là một chuyển về quê. Nhưng về quê thì cũng đấy, nhà vợ quê thì người ta rất nhiệt tình, nhưng mà họ à cũng có, là không có đất. Thì hôm trước thì ông ấy cũng là nói là nhưng mà không biết cái khu này nó ổn định không, không định tắc. Cái chính là đây là còn kém hơn cái này nữa chứ. Mấy vừa nhìn nó thảm hơn cái này. Vâng, còn thảm hơn cái này.